Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên chiến đấu con Neo 79 anh em. Vốn này cũng nhỏ anh em ạ, có hai củ thôi. Nay sẽ đi vào giao lưu game 3D anh em. Nếu anh em nào chưa đăng ký con Neo 79 thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký anh em. Khi anh em đăng ký, anh em sẽ nhận 39k miễn phí anh em. Với lại khuyến mại nặng đầu là 100% anh em ạ. Vào trải nghiệm game 3D sóc đĩa tài xỉu. Nay sẽ đi vào chơi cái bộ môn tài xỉu anh em. Nói chung là con game Neo 79 này có rất là nhiều trò chơi anh em ạ. Anh em nào đang thua tha mấy con áp thì anh em có thể qua con Neo 79 này. Không bắt cầu thì mình quay hú anh em ạ. Sóc đĩa 2, sóc đĩa vẫn có cả hai luôn à. Được, đẳng cấp nha. Ba này sóc đĩa này anh em ạ. Nói chung là đầy đủ các thể loại anh em ơi. Nay sẽ đi vào làm tí tài xỉu đi anh em ạ. Vốn hai củ vốn khá nhỏ, biết x1 4 được không anh em? Cứ test xem như nào đây anh em ạ. 7k 10 7000 17k 40k à, bàn nhỏ nhất anh em ạ. Vốn của mình chỉ có vào bàn nhỏ thôi anh em. Cầu này à, ba tay xỉu khả năng sẽ đánh thằng tải đây nhé, tải đây à. Ui, không kịp đấy anh em ạ. Ok, xỉu 10 cũng may đấy anh em ạ, vào có ba mấy k anh. Ui sao lại xỉu tiếp này anh em. Liệu pha rồi mình có nhìn nhầm cầu không anh em? Rõ ràng thấy ba tay xỉu mà anh em. Để mình xem cầu nào. 10 xanh là xỉu anh em ạ. Xanh là xỉu này. Rõ ràng vừa nãy mình thấy ba tay xanh mà anh em, đúng không? À cầu này nó ở đầu anh em, mình cứ soi vào cuối. Hóa ra đếch già gì luôn chưa anh em ạ. Vãi lìn thật. Rồi đánh tài đây nhưng mà này. Nhẹ nhàng thôi. Và test mấy cái game 3D này xem có ổn không. Tài 8 xỉu tiếp nhá. BT là xỉu tiếp anh em ạ. Mình hay xoay cầu kèo hay xoay cuối này. Nó ở đầu nhưng mà không sao, với cái bốn này mình sẽ đánh gấp thiếp anh em ạ. Chơi cái gì chơi anh em, nên phải chơi gấp thiếp rồi. Nói thật với bốn như này mà không kiếm được 500k thì thôi mẹ đi đấy, không ngờ đánh tài xỉu anh em. Ok, tay thứ ba hú rồi em ạ, lại luôn 1 lít đi em ạ. Cầu này mình sẽ đi theo cầu vệ nhưng nhẹ nhàng tình cảm thôi. Anh em xem video thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Ok anh em, cầu đi ba ba, cầu đẹp đấy anh em ạ. Nói chung là cái con game Neo 79 này, về những cái game 3D này mình cũng vừa là lần đầu trải nghiệm thôi anh em ạ, nên hơi bỡ ngỡ một chút thì quan trọng là gấp thiếp anh. Ok anh em, vãi 10 anh em ạ, gáy anh em ạ, 10 gáy anh em. Đây này mình sẽ vào 2 lít đi. Bắt cầu 22 anh em ạ. Theo cầu mà sống, chống lại cầu thì còn đúng cái nhìn. Xin nhẹ cái xỉu nào. Xỉu 11 có phải không nhỉ? Ăn được hai tay mà gãy thật bốn tay. Uy tín phết nhỉ. Bắt cầu 11 này nhưng tiếng này mà không lấy lại nữa thì còn tiếng nào lấy lại nữa đúng không nhỉ? Nếu mà tay này đớp thì mình sẽ chuyển sang món khác đi.
mỗi trò giao lưu chút vãi lên thật. Chỉ 11 này. Thế chúng ta đã đi 6 lít thì nhưng mà 6 lít thôi. 7 câu thôi anh em. Chỉ có thể 7 câu thôi nhưng mà nhẹ nhàng là một cổ. Vốn nhỏ đánh khó lắm. Nay còn là test tí thôi anh em ạ. Nay cũng rút hết rồi anh em ạ. Ok, tay này thì bú này nha. Có vẻ đánh bên này phí mất ít nhỉ. Ok anh em, tay này mình sẽ quất nhanh. Ui giời, đặt cược một ít vậy. Được có 4 lít thôi. À, các bạn nhỏ anh em ạ, bạn nhỏ được thế. Thế cũng gọi là nhiều rồi nha. Xỉu tiếp nha, 12 nha. Đánh bừa đây nha, cầu kèo không tính, quan trọng là gấp thiếp. 212 vẫn bắt cầu 11 anh em ạ. Ok anh em mắc nhà 4 lít giá đúng rồi, 4 lít anh em. Quan trọng là cái gấp thiếp anh em ạ. Xin có cái nịt anh em ơi. Thế là chúng ta toang đi một nửa rồi, còn một nửa thôi anh em. Làm thế nào để mà giữ lại đây anh em? Nhưng sao anh em? Không thắng thì cũng thua. Riêng cái này vào cái bàn mà đại gia ấy, nạp 50 cổ vào đánh mấy tay có phải gấp trăm lần cái vốn 2 củ. Lại trải nghiệm cho chút anh em xem về cái Neo 79 game 3D này xem như nào đấy thôi. Kiếm được 100 cũng được 100 pha này. Ui giời cầu đéo đéo thấy bệt mẹ xỉu nhỉ. Bệt xỉu thì ngon đấy nhỉ. Cầu 212 này anh em ạ. À. Đánh theo cầu 212 thì mình bú là cái chắc rồi. Và bàn nhỏ nhất đây. Lãi 11 anh em ơi, 212 cầu này đi chết anh em. Bây giờ mà quay trở lại theo cái cầu 212 thôi, đằng nào cũng ra đảo anh em, cũng ra đảo thì lên lại thế thôi, đơn giản là vậy anh em. Một thắng hai thua mà anh xin cái xỉu đúng rồi, lại cầu 212 thì bố mày chịu. Nếu anh em mà bắt được quả cầu như này theo 212 thì bố hơi đập đây anh em. À, vừa đánh mắc 4 lít thì xem tình hình nó đi về đâu. Quan trọng là ngon nhất ở những cái phần mà khuyến mại nặng đầu là 100%. Anh em nào có vốn to thì anh em nặng phát 2 củ, anh em bố khuyến mại thì anh em 2 củ được 4 củ. Tình hình toàn vốn đã ít rồi, ví dụ là đánh 400 muốn gấp thiếp 800 mà cũng khó, và bàn bé nhất anh, bàn to thì mấy chục củ mấy trăm vẫn được. Mở bát này lại bú anh em ạ, cứ ăn tay lấy tay anh em. Cái này mất mất phế ít anh em ạ, không có 6k này. Được uy tín anh em ạ, rồi thì đánh bừa đây anh em ạ, nếu mà theo cầu này anh em ạ. Đánh bừa xem lên lại không, lên lại thì hay đấy nhỉ. Và là trải nghiệm thôi nha, vốn thì cũng 13 hay file test ok thì mình lại xuất bốn một tải vào này chết. Ok bố rồi đéo mình biết, cứ đánh đều tay bốn tay là ok, mỗi tay 4 lít là
thua hộ cái đang mong lấy cháy vốn này, vui lại vút này anh em, xỉu tám này, thế lại lên lại tỷ bảy anh em. Nốt tay này mà đớp nữa thì chuyển ra ngoài tham khảo mấy cái game buddy này đấy. Nếu mà tay này hút thì có lái anh em, lái 1-2-3 lít gì đấy. Cái này mới đốt inox anh em. Nào, mở bát nào, ôi xài, đéo cho mình mà lên anh em ạ. Về đâu đánh đó xem như thế nào nhỉ? Còn 972 nhưng mà nói chung là quay hú thì mình thấy ok, quay cái hú thẳng tải. Bú tiếp đi em ơi, lấy tiếp mình xuống rồi lại phải lên, có gì mà khó nha. Lại 13 đi, 13 thì lấy lại, bắt 13 đi. Còn hai tay gáy thì gáy hộ cái nào. Muốn nó thua mà cũng chẳng thua. Pha này khả năng là toa nhiều. Ui anh em ơi, pha này mình bắt nhầm cầu anh em, mình bắt nhầm cầu anh em ơi. Mình tính là cầu 13 mà, vừa nói 13 đúng không? Bố nào lại đánh sang tải, đúng là điên thật đấy, nhưng mà thua là phải anh em. Ba hai bốn bắt đầu mở có cái nịt nhưng mà ok nghe, mà là giao lưu chút thôi nhưng mà vốn ít thì chỉ có thế thôi. Thoát ra như này à, thoát ra kiểu gì vậy? Thoát ra ở đâu vậy anh em nhà mình ơi? Đây đánh thắng thì ít mà thua thì nhiều, nhưng mà đánh được xem mấy phút rồi à? Tập 12 phút mà hai củ còn hơn trăm. Thoát xong thoát được vậy à, thoát hẳn trong này nhưng mà thoát hẳn trong này mới được anh em ạ. Hóa ra là thế nhưng mà ok anh em nhà mình nhá, vốn ít thì phải trải nghiệm thôi anh em ở đây. Anh em thấy không, nhiều lắm mừng nhiều ạ. Ba gáp này, đĩa này, siêu tốc à, anh nồi là cái gì vậy, bầu cua này, tôm cua cá, bầu cua còn tôm cua cá này nhưng mà ui sời mẹ nhiều trang vậy. Ôi sời ơi anh em ơi, khả năng mình vào không đúng chỗ thôi anh em ạ. Để khi nào mình trải nghiệm hết mấy cái này đó anh em ạ. Để anh em muốn mình trải nghiệm cái hú nào thì anh em có thể để lại cho mình cái comment để mình chiến cho anh em xem nhé. Ok anh em nhé, hẹn anh em mình video sau nhé. Bye bye anh em.